Minh được tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân thân mến, khi gặp khổ cực, khó khăn, ta thường nói rằng đời quả thực không như mơ, thế nhưng trên thực tế, đời nhiều khi còn đẹp hơn mơ, mà có khi nằm mơ đôi khi con người ta cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng đẹp tuyệt vời đến thế. Và khi xem tử vi cho 12 con giáp thấy rằng, bước sang năm 2024, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ được đi vào giấc mơ đổi vận, đổi đời, nằm trên đống tiền vàng rơi trúng đầu, dù cuộc sống trước kia có gian khổ, thiếu thốn như thế nào không cần biết. Đặc biệt từ sau Thanh Minh trở đi, bản mệnh sẽ gặp được nhiều vận may, thần tài đập tiền thẳng mặt, muốn thoát kiếp giàu sang, phú quý cũng khó. Vậy, để biết được vận trình cụ thể từ sau Thanh Minh sẽ diễn biến ra sao, vận may nào sẽ đến với Mậu Thân và từ sau Thanh Minh cần lưu ý điều gì để đón lộc vào nhà, đổi đời giàu sang, thì xin mời quý vị cùng theo Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân sinh ra trong năm 1968 thường phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, túng thiếu, họ lớn lên trong những gia đình lao động nghèo, thiếu thốn đủ bề, hình ảnh tuổi thơ của họ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo vá chằng vá đục và những ngày tháng phải lam lũ kiếm sống. Tuy cuộc sống bần hàn, nhưng tuổi Mậu Thân lại sở hữu một trái tim nhân hậu, hiền lành, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Họ không ngại chia sẻ những gì mình có với những người khó khăn hơn, lòng nhân ái của họ như một tia sáng ấm áp, xua tan đi những nhọc nhằn trong cuộc sống. Cuộc sống cơ cực đã rèn luyện cho tuổi Mậu Thân một ý chí kiên cường, một nghị lực phi thường, họ không bao giờ gục ngã trước khó khăn mà luôn nỗ lực hết mình để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, bằng sự quyết tâm và lòng kiên trì, họ dần dần thoát khỏi cảnh nghèo khó và xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người sống chan hòa với mọi người, luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Họ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người bạn tốt, người đồng chí tin cậy. Trải qua bao thăng trầm, tuổi Mậu Thân vẫn giữ cho mình một trái tim nhân hậu, một lối sống giản dị, mộc mạc, họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968 đã trải qua, chính những năm tháng cơ cực túng thiếu ấy đã hun đúc nên bản lĩnh nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Mậu Thân lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì từ sau Thanh Minh này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Bản mệnh làm đâu hưởng đấy, càng chăm chỉ càng dễ được lợi, công việc không có quá nhiều biến động, bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất công việc không có điểm nào để chê, có người may mắn còn được quý nhân trợ lực. Nhìn chung, cơ hội để phát triển khá nhiều, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan để mọi dự định kế hoạch được vận hành trơn tru nhất. Hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công.
Ngoài ra, tuổi Thân cũng nên cố gắng khắc phục sự nóng nảy, thiếu kiên trì của mình, nhất là trong những công việc thường ngày mang tính chất lặp đi lặp lại. Việc mình làm và đã làm thì phải cho ra kết quả, chớ vội bỏ qua theo hứng thú nhất thời, kẻo bạn sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều rất khả quan, việc làm giàu nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Người làm đầu tư kinh doanh khá mát tay, nhờ nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp hay tự kinh doanh riêng, tháng này khá phù hợp để bắt đầu, tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ. Trước hết, nên thăm dò thị trường một thời gian, sau khi đã quen rồi thì bắt đầu mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất mộc dục báo hiệu đào hoa rực rỡ, cho thấy chuyện tình duyên khá thuận lợi, người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận, tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn. Có điều, đào hoa quá vượng có thể là con dao hai lưỡi, gây ra những rắc rối tình cảm, tình tay ba phức tạp, rạn nứt gia đình, nhất là với người đã kết hôn nên bạn vẫn cần lưu tâm chú ý. Vì thế, nhắc nhở tuổi này làm gì cũng suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình. Nếu là người đã có nơi có chốn, bạn cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho nửa kia bằng cách hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao. Đưa ra ranh giới rõ ràng với người khác phái để tránh chuyện hiểu lầm, phiền phức và rắc rối. Đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi bằng hạnh phúc đích thực. Trong từ sau thanh minh này, con giáp tuổi Mậu Thân có thể yên tâm về vấn đề sức khỏe của mình. Trong tháng có dài thần cát tinh trợ mệnh, sức khỏe không có gì đáng ngại. Nếu có cũng chỉ là vài triệu chứng bệnh vặt, gặp hung hóa cát. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, chớ nên mải mê với công việc mà bỏ bê cơ thể. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe. Thời điểm bận rộn quá cũng nên chú ý sức khỏe tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời, thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Vậy làm sao để điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. Về công việc, năng động và quyết đoán, từ sau thanh minh là thời điểm lý tưởng để Mậu Thân thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội mới, không ngại thử thách và đưa ra quyết định sáng suốt, hợp tác và giao tiếp hiệu quả, tăng cường giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp và cấp trên sẽ giúp quý vị gặt hái nhiều thành công hơn. Lắng nghe ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau là chìa khóa cho sự phát triển chung. Tập trung và kiên trì, nỗ lực hết mình cho công việc và kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra sẽ giúp quý vị đạt được kết quả tốt đẹp. Về tài lộc, cẩn trọng trong đầu tư, mặc dù có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng quý vị cần cẩn trọng khi đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích rủi ro và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà mình am hiểu, tiết kiệm và quản lý tài chính hợp lý, tránh chi tiêu hoang phí, lập kế hoạch tài chính rõ ràng và tiết kiệm một khoản dự phòng cho những trường hợp bất ngờ, tìm kiếm cơ hội phát triển, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng hoặc tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và gia tăng thu nhập. Về sức khỏe, chú trọng chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tăng cường rau xanh, trái cây và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng để bảo vệ sức khỏe, tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, duy trì thói quen vận động giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc để cơ thể được phục hồi và nạp năng lượng. Về tâm linh, đi chùa cầu bình an, từ sau thanh minh là thời điểm thích hợp để quý vị đi chùa cầu bình an, cầu tài lộc và sức khỏe cho bản thân và gia đình. Làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là cách để tích phúc đức và mang lại nhiều năng lượng tích cực cho bản thân. Lưu ý, tránh xa những việc xấu xa, tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc bất đạo đức sẽ ảnh hưởng đến vận may và tài lộc của quý vị, giữ tâm trí bình an. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm trí bình an và lạc quan sẽ giúp quý vị thu hút năng lượng tốt và đón nhận những điều may mắn trong cuộc sống. Với những bí quyết trên, hy vọng quý vị tuổi Mậu Thân sẽ tận dụng được tối đa năng lượng tích cực từ sau thanh minh để gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tam hợp cho thấy nhân duyên của con giáp tuổi Mậu Thân rất vượng. Từ sau thanh minh này, bạn có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt cho mọi người nhờ tính cách cởi mở và hài hước của mình. Nhiều đối tượng khác giới có thể chủ động tiếp cận và làm quen với bạn. Nếu còn độc thân, bạn có thể mở lòng mình để đôi bên có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về nhau, bởi biết đâu trong số đó lại có người bạn đã thầm mong ngóng từ lâu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lắng nghe lý trí của mình,
không nên giữ quan hệ với nhiều người một lúc, tự đẩy mình vào tình thế khó giải quyết. Nếu đã có gia đình, bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với mọi người, đồng thời không nên quá khoe khoang, khoác lác, cố tình gây ấn tượng với người khác. Nếu cố tình tạo cơ hội để người khác giới tiếp cận mình, bạn sẽ rơi vào tình cảnh khó xử, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bạn nên chủ yếu giữ những mối nhân duyên tốt, giúp ích cho sự nghiệp phát triển. Con giáp này nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến gia đình, có cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết trong cuộc sống hoặc trong công việc, bạn nên chủ động trao đổi với nửa kia để đôi bên cùng tìm cách tháo gỡ. Về phương diện sức khỏe, Bạch Hổ hung tinh cảnh báo tình trạng sức khỏe của con giáp tuổi Mậu Thân không được lý tưởng. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng phải họa huyết quang, không những gây hao tiền tốn của, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, thể trạng. Vì vậy, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức, không nên lơ đãng trong công việc, đặc biệt là những công việc lao động chân tay. Đồng thời, chú ý khi tham gia giao thông, bởi chỉ cần một chút lơ là hoặc chủ quan thôi, bạn cũng có thể gây tổn thương cho chính mình hoặc người khác. Trong thời điểm này, bản mệnh không nên để điều hòa, quạt máy, cửa sổ ở phương vị trí nam, vì như vậy có thể khuếch tán bệnh khí đi khắp nhà. Hãy di chuyển vị trí của điều hòa, quạt máy sang nơi khác thích hợp hơn, hoặc hạn chế mở cửa sổ ở phương vị này, giữ phương vị chính nam luôn gọn gàng, sạch sẽ cũng góp phần cải thiện sức khỏe. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Mậu Thân, phương diện sự nghiệp của người tuổi này được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự. Bạn đang đi đúng hướng rồi đấy, bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh, cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt. Tuổi Thân càng thêm hăng say, cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái, thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi, nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, từ sau thanh minh này, vận quý nhân của bản mệnh cũng khá vượng. Các tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành. Tỷ lệ thành công khá cao, kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi, tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, theo tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Mậu Thân, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của bản mệnh cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng. Lớn nhỏ đều có cả, thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn. Do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bản đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa. Nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển.
Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ.
Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một câu chuyện lời Phật dạy về tình yêu. Đêm khuya, trong một ngôi chùa có một người quỳ dưới chân Đức Phật nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu. Người, thưa Đức Phật Thánh Minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào. Đức Phật, con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không? Người, thưa vâng. Đức Phật, con ly hôn, sau đó lấy cô ấy. Người, nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền, con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Đức Phật. Đức Phật, trong hôn nhân, không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức, con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa, con làm như thế là đúng. Người, nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật. Đức Phật, vậy thì vợ con hạnh phúc. Người, sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật. Đức Phật, trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con. Người, nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ. Đức Phật, con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác. Bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới là người hạnh phúc, con mới là người đau khổ. Người, vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu mình con thôi, cô ấy sẽ không yêu ai khác. Đức Phật, con cũng đã từng nói thế phải không? Người, con. Đức Phật, bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau. Đức Phật, ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu, đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là 10 triệu trăm triệu, ngay đến một trong ba ngọn nến. Ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con. Người, con. Đức Phật, bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất. Người, đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất. Đức Phật, bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ lại xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất. Đức Phật, thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó vô chỗ cũ,
con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, suy cho cùng, chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Người, con hiểu rồi. Đức Phật, không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã, Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo, Đức Phật nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi. Người, bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Đức Phật. Đức Phật, A-di-đà Phật. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Mậu Thân. Minh Đường tử vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, chịu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.